Ok các bạn, sau một ngày làm việc cầu kèo thằng em này rủ kèo pizza cà phê cho nên là sang chỗ bạn uống làm một tận đây quán bên đây rồi sang bên đây kèo bi lát cà phê kèo ngang bao nhiêu điểm đây ta? Ê à.
pha lê đi. Ôi, mấy em buồn thế này.
Đối tượng miếng một. Ba đêm đối tượng miếng một.
lực nó không được, nhờ cơ thể lực nó không được, nhờ mô nhờ kế. Trời ơi, dậy tí không? Tàn rồi. Ô, bà, mới bay đều quá. Mới bay đều lắm.
đây thích đi là con nhỉ. Thank you.
rơi cái này luôn thì đi thẳng luôn. Vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.